Đừng đến 30 Tết mới mua hoa, lời nhắn nhủ từ câu chuyện buồn đêm giao thừa. Những ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông điệp kêu gọi đừng đến 30 mới mua hoa chơi Tết. Ngay lập tức, lời kêu gọi này đã được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình. Hình ảnh những chậu hoa vào chiều 30 Tết năm 2018 tại chợ Hoa Xuân Mậu Tuất, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh khiến cho người ta chưa quen được và không khỏi chạnh lòng. Chỉ lác đác vài người dân dạo quanh hỏi giá, người bán hoa dở khóc dở cười. Năm ngoái, không ít chậu hoa không thể bán được đã bị đập bỏ, còn những chậu hoa đắt tiền, người bán sẽ mang về chăm sóc để năm sau bán, chứ nhất định không bán tháo hạ giá kịch sàn. Ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm, trong khi người người gác lại mọi lo toan để về sum vầy đón năm mới bên gia đình, thì những người trồng hoa bán hoa lại đang chất chồng lo âu vì họ phải sống chết với một chút gia sản còn lại trong ngày cuối cùng của năm. Sốt ruột với gia sản này cuối năm, không bán được hoa là không có Tết. Ông Trần Khánh Nhân có kinh nghiệm 7 năm đi buôn hoa dịp Tết, thường chở hoa từ Sa Đéc, Đồng Tháp về bán với mong muốn gom chút tiền dịp Tết để cậu con trai năm sau đi học đại học năm 3. Nhớ lại những đợt buôn hoa Tết, ông cho biết bao nhiêu lần tự nhủ không bán nữa, nhưng cứ đến giáp Tết thấy vườn hoa khoe sắc, người người đổ xô đi xem, ông lại lục đục đi hỏi nhà vườn lấy hoa về bán. Theo ông Nhân, khách phần lớn tới hỏi han, đi vài vòng ngắm rồi về, có người thì đến chụp ảnh cả ngày. Người đến đây bán hoa là dân tứ xứ, một vài người không có nhà cửa thường ngủ lại nơi bày bán hoa. Một số người làm công nhân cũng tranh thủ những ngày giáp Tết được nghỉ để đi buôn hoa, kiếm bộ quần áo mới cho vợ cho con. Nhưng ngầm một nỗi, buôn hoa không phải là một công việc dễ kiếm thêm thu nhập. Năm trước, nhiều người bán cúc vàng giá bán là 150.000 đồng một cặp, nhưng đến sáng 30 Tết chỉ dám bán 100.000 đồng một cặp, dù biết giá thấp hơn giá lấy về nhiều, nhưng họ xa nhà muốn về sớm nên bán xuống như thế cho nhanh, ông Nhân phân trần. Ông Nhân cho biết, hoa nhập về giá gốc phải qua các công đoạn chăm sóc, bỏ tiền công thuê người thuê xe tải vận chuyển, thuê chỗ ở chợ, tiền ăn uống, đi lại. Một số loại cây còn phải dùng đến thuốc dưỡng. Ví dụ, nhập về 30.000 đồng một cây thì phải bán ít nhất 50.000 đồng một cây thì mới có lãi. Theo đó, mỗi năm ông nhập về 50 gốc mai thì chỉ bán được khoảng 40 gốc. Những ngày càng giáp Tết, khách đến xem và chụp hình càng nhiều, có khi hư hại rồi họ cũng bỏ đi. Nhiều người chờ tới trưa 30 Tết hay là tối khuya để mà mua. Họ biết tâm lý người bán lúc đó có lỗ cũng phải bán tháo bán sổ. Có người ế quá bán đến tận thời khắc giao thừa, rồi nước mắt lã chả dọn, đập mấy chậu hoa cúc vàng, nhìn xót lắm, ông Nhân buồn bã. Ông Nhân nói, năm ông bán gần như đến giao thừa rồi lặng lẽ mang về mấy chậu hoa. Nhìn vợ con ngóng ra đỡ phụ mấy chậu mai nhỏ mà rơi nước mắt, không biết làm sao. Nhiều lúc nghĩ sao mà khổ thế, cũng là công chăm sóc bón phân tưới nước cực khổ. Người đi buôn cũng phải thức đêm hôm, ngủ canh hoa giữa trời sương gió. Hoa đã ế lại phải mang ấm ướt vì phải bán giá rẻ mạt. Chị An, một người trồng hoa quê ở Cà Mau chia sẻ. Những năm gần đây, tình trạng sát giao thừa để mua hoa đã trở thành vấn nạn bị lên án. Lý giải việc mua hoa vào giao thừa, một số người cho biết, phần vì bận công việc, phần vì không đủ điều kiện mua hoa đắt. Theo vài người, mua hoa lúc giao thừa sẽ chọn được cây cảnh đẹp giá rẻ phù hợp. Trước đó, những loại này bị các tiểu thương hét giá quá cao, chưa kể có nơi còn đội giá lên gấp 3-4 lần. Vài ngày sau đó lại giảm xuống, giá cả bấp bênh nên người mua đành đợi 30 Tết mới đi chọn hoa. Nói về vấn đề này, ông Nhân chia sẻ, giá cao cũng tùy nơi tùy người bán. Hoa vào dịp Tết tại vườn đã cao, muốn nhập phải có vốn nhiều, lấy số lượng lớn, công chăm sóc, thuê xe, mua chậu nhỏ tách ra, bồi lại đất, phân cho hoa tốt hơn, nên không thể trách người bán hoa được. Vài năm nay, một bộ phận người dân đang có phong trào chờ đến tận ngày 30 mới chịu đi mua hoa để ép giá người bán hoa. Vào dịp Tết Nguyên Đán những năm trước,
Những hình ảnh người dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận ùn ùn đổ ra đường để hôi hoa vào đêm giao thừa. Còn người nông dân tiểu thương xót xa đập bể chậu hoa vì bị trả giá quá rẻ, đã khiến dư luận phải trăn trở tự đặt câu hỏi. Khung cảnh ảm đạm kèm tiếng khóc than trách móc đêm giao thừa, nước mắt người này lại là niềm vui của người khác, chưa Tết đã hết xuân. Những ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông điệp kêu gọi đừng đến 30 mới mua hoa chơi Tết, vì thương người nông dân cần mận suốt năm, bỏ ra những ngày cuối năm bên gia đình mà chịu khó buôn bán kiếm thêm chút tiền tiêu cho đầu năm sau. Giá hoa ngày 30 Tết có thể rẻ hơn trước đó vài chục nghìn, nhưng vài chục nghìn có thể khiến người lao động nghèo mỉm cười vơi bớt nỗi lo khi bước sang một năm mới. Người đi mua hoa mong muốn mình chọn được hoa đẹp để trưng bày ngày Tết. Người bán cũng chỉ mong bán được hết hàng để về sum họp cùng gia đình. Hoa Tết mua rẻ, nhưng tình thương giữa người với người làm sao mà mua được. Dù bận rộn hay vì bất kỳ lý do gì, Tết đến, chúng ta đều mong muốn có niềm vui bên cạnh gia đình. Vì vậy, hãy mua hoa trước ngày 30 Tết, hoặc nếu không thể mua sớm hơn, hãy tôn trọng công sức của những người nông dân bằng cách trả đúng giá trị của chậu hoa ấy, bởi Tết không của riêng ai.